Và bản tin kế tiếp đó là về Disney Thưa quý vị, thưa quý vị cũng biết rằng là Disney dạo này đưa ra những cái bộ phim rất là hay Thì vừa rồi Disney và Pixar đã cho ra một cái bộ phim gọi là Turning Red Thưa quý vị, à, như tóm tắt một chút xíu về cái câu chuyện này thôi Đó là cô bé May 13 tuổi rất là tự tin khấu khỉnh Thì cô ta cố gắng để mà cân bằng cái giữa cái việc trở thành một cô gái rất là ngoan ngoãn Và cái những hỗn loạn của trong tuổi mới lớn đó là tuổi teen đó thưa quý vị Mà mỗi lần có một sự hỗn loạn xung đột như vậy thì cô ta biến thành một con panda màu đỏ rất là to câu chuyện rất là dễ thương thưa quý vị và mẹ của cô ta tên là minly một người vợ và một người mẹ rất là tận tụy và chăm chỉ gia đình à, họ ở trong một cái khu phố ở tàu của Toronto và rất là thanh lịch luôn để đạt và Minh uh, luôn quan trọng nhiệm vụ chuyên môn của mình nhưng cô ấy luôn luôn chiên tâm hơn để mà theo dõi cô con gái quý giá của mình tên là Maylin Và Minh cũng rất là bướng bỉnh, hài hước và cố gắng để kiêm ta và cũng rất là control. Và trong lúc đó thì cô gái uh, tên là May 13 tuổi này cũng muốn làm con ngoan ngoãn cho mẹ nhưng mà đang lúc tới tuổi mới lớn thì cô ta cũng muốn tự phát hiện ra và muốn xem muốn khám phá ra cái con người của mình và câu chuyện rất là dễ thương thưa quý vị và bộ phim này đã được đưa ra vào DVD vào ngày 26 tháng 4 trên Blu-ray này DVD rồi, vào ngày 3 tháng 5 đó là đúng vào dịp ngày lễ Mother's Day là ngày của mẹ thì sẽ được đưa ra một trong những DVD và vừa rồi thì cũng đã đưa lên trên disney plus nếu quý vị nào mua disney plus thì bộ phim nó cũng rất là hay thưa quý vị đó là turning red